Chào mừng quý vị và các bạn đã ghé thăm kênh Thời sự và Giải trí. Sau đây là bài viết mang tựa đề Chuất phế Tổng thống Mỹ, đấu sĩ Donald Trump không hề sợ hãi. Bài viết của tác giả Thụy My, đài RFI. Có thử thách nào tệ hại hơn đối với một tổng thống khi phải đối mặt với thủ tục chuất phế? Tuy nhiên, với một nhân vật như ông Donald Trump thì lại không phải như vậy. Đã hẳn là việc trở thành tổng thống thứ 3 trong lịch sử nước Mỹ bị luận tội sẽ khiến nhà tỷ phú với núi tự ái quá cao cảm thấy bị tổn thương. Thương hiệu Donald Trump, nhà cựu đầu tư địa ốc và là người dẫn chương trình truyền hình luôn bị ám ảnh bởi việc giữ gìn hình ảnh của mình. Tên tuổi và thành công của Donald Trump là một thương hiệu và trong những việc kinh doanh vẫn tiếp tục mang lại cho ông hàng triệu đô la. Tuy nhiên có một điều mà ông Trump thích hơn cả, đó là chiến đấu, so găng trên võ đài và trong đời sống chính trị nghiệt ngã ở Washington, thủ tục luận tội là một cuộc chiến đấu tối thượng với những cú đấm mãnh liệt nhất. AFP trích bình luận của Rich Hanley, giáo sư về truyền thông của trường đại học Quinnipiac. Trong một thời kỳ căng thẳng cao độ, đây là thời cơ cho một nhân vật kiểu như ông Trump. Sau 2 tháng điều tra, khoảng 12 cuộc điều trần công khai và 15 cuộc điều trần kín, bản báo cáo dài 300 trang của Ủy ban Tư pháp Hạ viện cho rằng chưa có tổng thống nào vi phạm hiến pháp và quyền giám sát của Quốc hội đến như thế. Hôm nay ngày 19 tháng 12 năm 2019, các dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ ở Hạ viện bỏ phiếu đồng ý cho cáo buộc Tổng thống Mỹ đã lạm dụng quyền lực và cản trở hoạt động của Quốc hội. Tổng thống Donald Trump bị cho là đã yêu cầu Ukraine mở điều tra về đối thủ Joe Biden của Đảng Dân Chủ, sau đó sẽ phải ra trước phiên tòa mở tại Thượng viện. Nhưng ông Trump biết rất rõ là Đảng Cộng Hòa vốn đang kiểm soát Thượng viện sẽ tuyên ông vô tội. Lối thoát chừng như hiện rõ, cũng như những cuộc đấu võ đài mà ông Trump rất ưa thích, một phong nền lý tưởng cho người dẫn chương trình truyền hình, vốn đã lập ra một chiến lược tự vệ chưa từng thấy trong một tình thế tương tự. Đó là việc bôi bác những người đối lập với mình, gọi họ là kẻ phản bội hay làm đảo chính. Đồng thời bác bỏ tất cả những cáo buộc với hy vọng ra khỏi cuộc chiến với tư cách là người thắng trận và dùng sự kiện này như một lý lẽ thuyết phục cho chiến dịch vận động để tái đắc cử năm 2020. Xì căng đan chẳng sợ. Cần phải nói rằng ông Donald Trump vốn quen thuộc với các xì căng đan, đã bước vào cuộc chiến với sự chuẩn bị chu đáo hơn những người tiền nhiệm. Đó là các tổng thống Andrew Johnson bị đưa ra luận tội vào năm 1868. Bill Clinton đã phải chiến đấu kịch liệt để rồi được trắng án ở Thượng viện năm 1999. Và Richard Nixon đã phải từ chức năm 1974 để tránh nguy cơ hầu như chắc chắn sẽ bị chuất phế trong vụ Watergate. Nhà tỷ phú đã từng phải đối phó với các cáo buộc tấn công tình dục của mười mấy phụ nữ. Donald Trump đối đầu với công tố viên đặc biệt Robert Mueller trong cuộc điều tra kéo dài gần 2 năm về nghi vấn thông đồng với Moscow. Ông Trump cũng đã vượt qua các cáo buộc về xung đột lợi ích giữa chức vụ tổng thống và những vụ làm ăn của ông. Vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ thường xuyên sỉ nhục những người chống đối và không ngần ngại đưa ra những tuyên bố chưa chính xác hoặc sai lạc. Hôm qua, Donald Trump đã viết một lá thư nảy lửa cho bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện, trong đó ông gọi thủ tục chuất phế là bất hợp pháp, là công khai tuyên chiến với nền dân chủ Mỹ. Ông Trump cho rằng mình bị đối xử một cách còn tàn tệ hơn cả những người bị cáo buộc trong vụ án các phù thủy ở Salem. Đây là vụ án săn phù thủy hồi thế kỷ 17, nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ, với một loạt phiên tòa diễn ra ở các làng gần thành phố Salem, Massachusetts, với 20 người đã bị hành quyết. Thủ tục chuất phế nhắm vào Tổng thống Bill Clinton và mối quan hệ với thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky là một thảm họa, một vở kịch truyền hình đã làm hoen ố mãi mãi tên tuổi của vị Tổng thống Dân Chủ. Alan Lichtman, giáo sư sử học của American University, phân tích
hai ông Nixon và Clinton khi ấy lùi hẳn về phía sau, còn ông Trump đã liên tục nhào vô đấu trường, ông ấy hoàn toàn vào cuộc, không hề miễn cưỡng trong việc duy trì vai trò chính yếu. Ngay cả trong giông bão, Donald Trump thường xuyên tổ chức các cuộc meeting để làm nặng nề thêm cảm giác ông Trump bị đối xử bất công đối với số cử tri của ông, liên tục cáo buộc săn phù thủy của phe Dân Chủ. Theo giáo sư Lichtman, đây là chiến lược mang tính rủi ro cao nhưng cũng có thể mang lại thắng lợi lớn, và sau khi xô ngã những tiêu chí xưa nay trên chính trường thủ đô nước Mỹ, Donald Trump lại áp dụng cùng một tiến trình impeachment, không để cho các dân biểu nghị sĩ trong đảng của ông bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ ông bằng mọi giá, giáo sư Lichtman nhận định. Lý do thực sự khiến các đại biểu Cộng Hòa phải bênh vực Donald Trump là không còn ai khác ngoài ông Trump. Trong khi Washington đang chao đảo thì Tổng thống Trump, người dường như luôn thoát khỏi mọi vận hạn, tỏ ra hân hoan. Theo một cuộc thăm dò của trường đại học Quinnipiac, tỷ lệ được lòng dân của ông hôm thứ Hai ngày 16 tháng 12 vừa rồi đã lên đến mức cao nhất kể từ đầu nhiệm kỳ. Có đến 43% số người được hỏi cho biết ủng hộ ông Donald Trump, chủ yếu nhờ vào các kết quả ấn tượng của nền kinh tế Mỹ, tuy vẫn thấp hơn nhiều người tiền nhiệm. Tuần trước, ông Trump đã tuyên bố thủ tục chốt vé này là một điều đáng buồn cho đất nước chúng ta, nhưng chừng như lại rất tốt cho tôi về mặt chính trị. Bài viết đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.